Chiến em si tay chuột các bác nhé. Chào các bác cô chú anh chị. Đấy thì cái cây si này nếu mà bác cô chú anh chị mà có theo dõi thì đã từng thấy làm cái này rồi, nhưng mà bây giờ nó um tùm chắc ít người nhận ra. Cây si tay chuột sáng làng rất là phát triển rất là tốt. Đấy rồi em làm lại cái bệ của nó để lấy rễ xuống, thì tạm thời cái rễ này để nguyên và chưa thay chậu, sau nhấc ra để lên cái khay các bạn, chơi đá và nước thôi. Thì cơ bản thì bây giờ hôm nay sửa sang tí để định hình cho nó một chút, các bác xem nó đẹp hơn chưa nhé các bác nhé. Đấy, tốc độ phát triển rất khủng khiếp. Đợt mưa vừa rồi đây nó phun rễ ra dã man luôn này. Đó. Những cái đầu rễ thì cắt tôi nắn lại hết này. Bây giờ nó to ngày này. Đấy, cách đây ít bữa thôi, đợt mưa vừa rồi đấy các bạn. Đấy, nó đã bằng này rồi, gần bằng đầu đũa rồi. Đấy, đây ôm vào đá này, khủng khiếp không? Bây giờ vặt lá nhặt cây này các bác nhé, để xem nó là một cái dáng làng, dáng làng si tay chuột bút cũng có màu đấy. Công cuộc sau này thành công các bác ơi, bây giờ còn vô cuộc lắm. Cắt mới thì dùng vặt thì lâu lắm, vặt lá từng cái thì lâu. Cắt cỏ.
Xong rồi, chủ yếu là nhặt vệ sinh thôi, vì si tê chuột thì nó rất là nhiều rễ, nhiều vách xuống và nó có gây cảm giác bẩn đấy các bác, thì nhặt đi để nuôi những cái vách ở dưới thôi, mình nhặt đi hết đi cho nó thoáng cây, cho nó không bị bỏ dăm bỏ chi các bác. Phẫu thuật cái này dịch sang đây một chút rồi mới nó bừa thêm một tí nữa là được. Đấy, nha. Si tê chuột thì cũng phải một thời gian nữa thì những cái bệ, những cái rễ nhỏ này nó mới bết, nó mới to được, chứ bây giờ nó mới được có qua mùa mưa trước chắc hơn tháng các bạn, mà nó đã như thế này là rất nhanh rồi. Đấy, thì sau sẽ bỏ cái chậu đi, đặt lên với khay đó, đặt lên với khay thả nước. Đấy, thì nó chơi vơi này thôi, lúc đấy thì nó sẽ sạch những cái chỗ bệ rễ sạch sẽ đi, thì mình chơi nó sẽ khác. Bây giờ còn đang nuôi các bác, đấy thì nó quay khá là hay các bác nhé. Đấy, ôm đá rồi đấy. Cái giống si này nó rất là đặc biệt là vì nó cắt đầu phun đấy, si tê chuột, và cái thứ hai là rất nhiều vách thuộc với những thờ hợp với những cây giáng rừng, giáng cây bụi hoặc là cây làng lấy vách. Đấy, thì lấy các vách rất là dễ, cắt thì phun rất nhanh, lá cũng nhỏ hơn si thường. Tất nhiên là ăn tốt thì lá nó vẫn to nhưng mà cơ bản lá nó nhỏ hơn. Đấy, si đấy là đặc điểm của dòng si này, và nó không, gần như nó không bị cháy nắng bởi vì là nó là cây bụi mà các bác, hay nó thân cốt nó không được to đồ sộ như những cái giống si khác, cho nên nó gần như nó không bị cháy, phơi nắng đến mấy thì phơi. Các bác tưởng tượng cái đợt vừa rồi nắng nóng ấy, mà cái những hòn đá này sờ bỏng tay mà tôi cắt những cái rễ này nó vẫn phun ra, nó vẫn rễ rất non mứng mà nó vẫn ôm vào đá, thế mới kỳ lạ, kinh khủng, sức sống bền bỉ. Rồi như vậy lại đã động thêm một cây nữa cho nó sạch sẽ để hoàn thiện hết, sửa chữa hết cái
cái cây đang đến lúc sửa chữa các bác nhé. Đấy, xì tai chuột. Ngày trên xuống một chút các bác xem. Cái này sạch sẽ là sẽ đẹp các bác nhé. Ở đây quay nốt cho bác xem cái về đà tai chậu rồi đây. Tai chậu rồi đây. Tay chậu lên chậu nhưng không phải tay chậu, mua không có chậu. Trồng đất Nhật, dài đất Nhật ở trên các bạn. Đấy, sạch sẽ rồi. Giờ là cứ chờ đến lúc là vừa chơi vừa làm thôi các nhé. Ok, cảm ơn các bác. Nhìn cái ông này vệ vệ đấy thích ạ.